Chào chị yêu, mời chị ngồi. Chị lên Mai Sao chị làm gì đây? Dạ chị làm bên Mai Sao mấy lần rồi? Mới có một lần thôi. Làm lần nào? Ôi ngày xưa ra của chị bị những gì? Nám thâm. Nám thâm đúng không? Còn hiện tại bây giờ là Duyên thấy cái nám của chị hầu như là biến mất hết rồi nha. Còn một chút xíu những cái vấn đề như là lỗ chân lông còn tí, vùng chữ T nó vẫn còn hơi dầu tí. Rồi một số cái đốm nám chân sâu thì vẫn còn chưa hết hẳn 100%. Thì hôm nay chúng ta lên làm da làm lần hai, cũng sẽ sử dụng cái công nghệ Wacking Spectra chiếu trực tiếp ánh sáng đó lên trên từng chân nám của chị này, chiếu trực tiếp ánh sáng lên chân nám đó để nghiền nát phá vỡ phân hủy và đào thải hết đi tất cả những chân nám còn lại của chị. Cái vùng như là vùng chữ T, lỗ chân lông to này, những cái vùng còn lại thì chúng ta sẽ dùng công nghệ là pixel số 2 để trẻ hóa da, tái tạo da để cho nó căng. Chị thấy sau một lần làm thì thấy da chị căng hẳn chưa? Thấy rõ rệt đúng không? Tại vì nhìn cái cấu trúc da của chị là Duyên biết ngoài cái vấn đề này cải thiện nám hơn 50% thì da của chị căng hơn, nếp nhăn trên da hầu như có còn nữa đâu. Có vui không? Giới thiệu được khách nào cho Mai Sao chưa? Nhiều lắm, người ta hỏi chị giới thiệu ở đây người ta chủ động hỏi chị làm đâu rồi. Tại vì sao? Vì mấy chục năm qua là mình cái nám nó nằm trên mặt, nhiều khi phải chấp nhận sống chung với lũ rồi, vì đi đủ nơi làm đủ cách đúng không? Bạn bè vô tình thấy ủa sao nay da đẹp vậy, mấy chục năm qua da đen vậy mà nám vậy sao tự nhiên đẹp thế, kiểu gì chị dạ không nói Mai Sao đúng không? Cho nên chỉ có khách hàng mới đánh giá chính xác chất lượng thôi. Khách chọn Mai Sao này chứ Mai Sao em đâu có chọn được chị đâu, nên Mai Sao chỉ có chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm tốt thì từ đó là chị sẽ giới thiệu khách cho thêm như Mai Sao. Cứ như thế là khách tới Mai Sao đông như chạy hộ tới cái Mai Sao. Chị thấy khách của Mai Sao như nào? Đúng không? Nhân viên Mai Sao phục vụ chị có tốt không? Dạ, vì có những trường hợp nám của khách hàng đó, nó rải rác, nó nằm quá trời có đất trên da mặt. Nhiều khi nhân viên Mai Sao phải ngồi 3-4 tiếng để làm với khách hàng luôn. Nhưng mà cái chi phí vẫn như vậy, không phải chị lên làm giá bao nhiêu? Đó, và chỉ có 800 ngàn đồng mua trên da của hàng, có bất cứ vấn đề gì em cũng làm hết đúng không? Đối với Mai Sao chị thấy rồi đó, giá cả như biết trên toàn bộ hệ thống 800 ngàn đồng, trên da chị có cái gì giải quyết tất cả những cái đó, không phát sinh chi phí dịch vụ nói trên á, đúng không? Hiện tại chị ở nhà đang sử dụng bộ sản phẩm bên đây. Có xài thêm sản phẩm gì không? Chỉ xài còn là sản phẩm ở đây thôi, mặt nạ, rửa tẩy trang, sữa rửa mặt, nói chung là hết trơn, toàn bộ là toàn bộ nhà Mai Sao. Bây giờ Duyên sẽ làm hồ sơ chị rồi lên làm lần nữa để cho nó hết hẳn những cái chân nám chân sâu còn lại ha.